Xin chào các bạn. Hôm nay mình tính đi ra vườn lean up rồi trồng lại một ít rau á, nhưng mà bây giờ trời nắng quá, các bạn thấy không, nắng quá mệt quá, nên bây giờ mình nghĩ là thôi mình chui vô đây để mình trồng một ít củ kiệu, tiện thể chia sẻ với các bạn cái cách trồng củ kiệu luôn nha. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu trồng nha các bạn. Thì trồng củ kiệu này không có khó đâu các bạn. Nếu cái đất của mình á mà càng tơi xốp á thì cái củ kiệu nó sẽ càng lớn. Thì mọi năm mình đều trồng. Hồi xưa lúc mà mình bắt đầu có cái vườn này á, thì những cái người Nhật người ta ở trước mình ở đây đó, người ta trồng củ kiệu rất là nhiều ở đây luôn á. Trồng rất là nhiều, có nhiều người trồng luôn cả một cái luống củ kiệu đó các bạn. Thì đây là cái cách của người Nhật, người ta hướng dẫn mình cái cách trồng làm sao để cho cái củ nó bự nè. Đầu tiên nó là cái đây là cái đất mà mùa trước mình đã trồng củ kiệu rồi. Thì mình có một cái ít phân bò hay là phân ngựa đó, thì nó có cái độ tơi xốp nhiều tại mấy cái con vật đó nó hay ăn cỏ đó, thì mình đã bỏ vô đây là hơn một tuần lễ rồi. Rồi bây giờ nó lên cho nó tơi xốp rồi. Đây là cái đám củ kiệu mà hôm bữa cái mùa trước á mình thu hoạch rồi mình giữ lại. Các bạn coi nè, cái củ kiệu này nó bự ghê không, ngón tay của mình nè, các bạn thấy không đó, nó cũng gần bằng cái, nó bằng cái ngón tay cái của mình đó. Thì mình có giữ lại một ít cái củ kiệu này, thì mình tưới nước cho nó ẩm rồi mình mới bỏ một cái một, thì mình mới bỏ một ít cái phân bone meal này lên. Thì mình bỏ một ít cái phân bone meal này lên như vậy, rồi bắt đầu mình trộn lại cái đất của mình. Thì đây là một cái cách mà những người Nhật ở đây người ta trồng để sao cho cái củ kiệu nó được bự đó các bạn. Thì bỏ cái ít bone meal này lên rồi mình trộn lại giống như mình như vậy. Rồi cái củ kiệu mà năm trước mình có đó thì mình cứ giữ lại cái củ kiệu, cứ ba nhánh củ kiệu như vậy, nên nó nhỏ nhỏ thôi, không cần củ lớn đâu. Thì mình cứ nhét vô đây một cái củ này, mai mốt mà khi mà nó là mấy tháng sau á, thì khi mà nó nảy mầm á, nó có thể thành cho các bạn nó là thành mấy chục củ luôn đó. Rồi mình cứ nhét nó xuống đây, mình trồng như vậy. Thì chủ đích á là cái đất của mình nếu mà nó càng tơi xốp á thì cái củ kiệu của mình nó sẽ càng phát triển bự. Và cái bone meal này là cái cách để mình là cái củ kiệu nó được bự thêm đó các bạn. Giờ mình cứ lấy, nếu mà củ bự thì mình cho hai củ thôi, còn mình trồng đừng có ham trồng dày quá, trồng thưa thưa nó ra, cứ nhét nó xuống đất như vậy thì năm sau nó sẽ lên rất là nhiều và cái củ nó cũng bự nữa. Trồng mà cứ cách nhau là khoảng một gang tay như vậy thì trồng cho mình ba củ, một gang tay như vậy thì trồng cho mình ba củ, cứ như vậy thôi các bạn, đừng có ham trồng nó dày quá. Thì bên Việt Nam cái củ này nó nhiều và nó thu hoạch vào mỗi cái mùa Tết á thì nó nhiều lắm, nhưng mà ở bên đây á thì mình không biết là mà các bạn ở Việt Nam mấy tiểu bang khác thì trồng và thu hoạch như thế nào, nhưng mà những cái người Nhật ở đây á, thì người ta thu hoạch những cái củ kiệu này vào khoảng tháng 5 và tháng 6, khi mà cái củ kiệu nó tàn xuống đó bạn, thì người ta bắt đầu thu hoạch cái củ kiệu này. Thì cái củ kiệu này á, nó rất là bự và khi á, người ta cũng muối như Việt Nam mình á, rồi người ta để rồi người ta ăn quanh năm. Còn ở bên Việt Nam mình á, thì mình thấy là hay hái củ kiệu vào Tết thì cũng không có gì sai, nhưng mà ở bên Việt Nam thì mình thấy là hái vào Tết á thì cái củ kiệu nó rất là bự, nhưng mà ở bên đây á thì mình trồng củ kiệu, thì khi mà mình hái cái củ kiệu này vào buổi Tết á thì mình thấy là cái lá nó rất là tốt, nhưng mà cái củ kiệu thì nó nhỏ hoặc là nó không có mập ra như vậy đó. Thì đây là cái cách những cái người Nhật mà đi trước mình ở cái vườn này á, người ta chỉ cho mình trồng thì không có trồng dày, rồi bón như vậy, mình làm như vậy thì cái củ kiệu của mình năng suất nó sẽ được hơn là khi các bạn thu hoạch vào Tết. Thì Tết cái truyền thống của người Việt Nam của mình thì Tết thì hay ăn củ kiệu, nhưng mà cái người Nhật thì người ta muối cái củ kiệu này để cho ăn quanh năm.
Và những cái người Nhật ở đây thì người ta gọi cái củ kiệu này là Rankill. Thì hồi lúc mà mình có cái vườn ở đây thì mình thấy có nhiều ông người Nhật trồng rất là nhiều Rankill. Có nhiều người trồng nguyên một cái luống chỉ Rankill thôi và người ta đi thu hoạch mỗi năm. Thì nhiều cái chợ Nhật gần nhà mình thì mình cũng thấy là người ta bán cái củ kiệu này, nhưng mà người ta bán rất là đắt tiền đó. Và cái củ nó cũng rất là bự. Thì đây là cái cách mà mình học hỏi từ những cái người Nhật ở khu vườn này, và mình xin chia sẻ lại với các bạn cái cách trồng làm sao để cái củ kiệu nó được bự nha các bạn. Thì mình trồng nó tới đây thôi. Mình trồng Nhật này thì mình có được những cái hống củ kiệu rất là bự và tốt á. Thì các bạn cứ làm giống như mình. Nếu mà các bạn là thích cái sự chia sẻ của mình thì các bạn cứ trồng giống như mình, thì các bạn sẽ có những cái củ kiệu lớn. Thì mấy người Nhật ở đây, người ta có những cái vườn ở đây rất là lâu rồi, và người Nhật thì người ta cũng thích là thích ăn củ kiệu giống như người Việt Nam mình á. Mà cái cách muối của người Việt Nam mình thì mình thấy là nó ngon hơn và nó công phu hơn, chứ người Nhật thì người ta chỉ có bỏ giống như là giấm, đường, muối rồi người ta nấu lên rồi người ta bỏ vô người ta ngâm thôi, chứ không có muối, giống như là nó không có muối giống như kiểu Việt Nam của mình là phơi rồi nói chung là làm nhiều step á. Thì làm giống như người Nhật thì ăn cũng rất là ngon, nhưng mà thét 1-2 tháng thì cái củ kiệu của mình nó mới thấm và ăn nó mới ngon. Chứ nếu mà mình muối ăn liền giống như Việt Nam thì cái củ kiệu nó ăn nó sẽ cay, chứ nó không có giống như ở bên Việt Nam. Cây khoai mỡ này hôm bữa mình mới ươm từ cái củ đó. Cái này là khoai mỡ màu tím chứ không phải là khoai mỡ màu trắng nha. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu nha. Đây là cái cách ươm của mình, là mình cắt củ khoai mỡ ra mà mình chừa lại cái vỏ của nó đó các bạn. Rồi mình để úp xuống dưới. Sau đó rồi mình lấy một ít cái tro bếp, cái mà mình đã xài nấu hay cái gì dư á, cái tro bếp á, mình rắc lên trên để cho cái củ khoai mỡ nó khô lại được. Rồi bây giờ mình có một cái chậu đất mà để trồng mấy cái cây ươm cây đó. Rồi mình có cái củ khoai mỡ đã lăn qua tro. Bây giờ mình khi mà mình bỏ xuống thì mình phải bỏ cái khoai mỡ mà cái mạch mà nó có cái mạch da của cái củ đó xuống dưới. Rồi mình để vào những cái nơi mà có khí hậu nóng ẩm như là ở Việt Nam. Rồi mỗi ngày các bạn cứ tưới nước cho nó. Khoảng sau 1 tháng thì các bạn sẽ có một cây khoai mỡ. Thì để trồng được cái cây khoai mỡ này đó cả nhà, thì mình phải có cái đất gọi là rất là tơi xốp. Đất càng tơi xốp bao nhiêu thì cái củ của nó càng bự nha cả nhà. Thì bây giờ em bắt đầu trồng. Cái đất này là em đã trộn rất là nhiều phân gà rồi nè cả nhà. Em bỏ cho nó một ít bone meal vô. Em trộn bone meal nó sẽ giúp cho có củ bự lắm cả nhà. Sốt nha, rồi mình trộn nó lên như vậy. Sau đó thì mình nè cả nhà coi cái rễ nó dài chưa, em chiếu cho cả nhà coi nè. Đó, cái rễ nó như vậy, em quấn nó lại, đào cái lỗ cho thiệt là sâu vậy, quấn cái lỗ nó lại rồi em nhét xuống như vậy.
Tại mai mốt nó cứ bò đến đâu thì nó sẽ có củ đến đó cả nhà. Đó. Trồng cái cây khoai mỡ tím xong rồi thì bây giờ mình đi vô cái greenhouse của mình. Hôm nay thì mình quyết định là đào luôn cái cây bạc hà gọi là cao 2m1 của mình đi, tại vì nó choáng nhiều chỗ quá. Thì mình tính trồng một cái cây đậu để coi là mùa đông nó có sống được trong cái greenhouse này không nha. Thì mình dẹp bỏ luôn, mình không có trồng nữa. Thì tại cái cây bạc hà này nó ở trong cái greenhouse thì nó phát triển nhanh quá, mà nó phát triển nhiều quá thì mình cũng không có hết á. Thì mình cho thì cũng không có ai lấy, nên là bây giờ mình quyết định là mình nhổ bỏ luôn. Cái này mà nếu mà có ai ở gần nhà mình thì mình chia sẻ cho các bạn một ít để các bạn ăn, tại vì nhiều quá. Mà mình thấy mấy cái cây mà nó, mấy cái cây nhiệt đới đó mà nó trồng ở trong mấy cái greenhouse như vậy á, mình cảm thấy là nó mọc rất là nhanh. Khí hậu ở bên mấy tiểu bang lạnh đó thì đến mùa đông có thể nó chết, chứ mình thấy ở bên Cali này đó các bạn, nó mọc nhanh dễ sợ luôn, mà nó to nữa chứ. Đâu phải là cái giống nào đó mà nó to đâu. Mình thấy chỗ mấy cây mọc trong đây thấy bón phân đủ nước đủ với khí hậu, nó giống khí hậu Việt Nam. Là mấy cái cây giống như mấy cây bạc hà nè, mấy cây rau muống, mấy đồ rau nhút đồ á, nó mọc dữ lắm các bạn. Thì nhà mình nó đa số là mấy cây là mình cũng có nhiều, mình chỉ có không có là dứa thôi. Thì năm nay á, mình đi mua mà nó mình chưa có tiền, mình chưa có, mình đi mua nhưng mà mình chưa có cái tìm ra được. Có mà bữa mình có xuống thì mình xuống chứ chợ trời đó thì mình có thấy bán, nhưng mà tại vì thứ nhất là cái cây nó cũng không có đẹp á, mà còn có một cây mà mình thấy cái cây không có đẹp nên là mình không có mua. Thì mình chỉ còn thiếu có cây lá dứa thôi. Hồi đó thì mình có trồng một cây ở trong đây, thì cái năm đó trồng hơi trễ đó, rồi nó chưa kịp bén rễ rồi nó chết luôn. Bạn coi nè, phá cái bụi bạc hà xong rồi bây giờ mình mới phát hiện cái cây rau răm của mình nó cũng không thua gì cái cây bạc hà nè các bạn. Nó chui ở đây, nó cũng gần tới mái nhà luôn rồi nè. Đó các bạn coi cái cây rau răm nè. Đó, mọc cao dễ sợ, cái này chắc cả 1,5m luôn, cây rau răm mà mọc 1,5m luôn nè các bạn, cao dễ sợ. Cả nhà ơi, mình đào xong cái bụi bạc hà này rồi, bây giờ cả nhà coi thành quả của mình là bao nhiêu pound bạc hà nha. Đây nè cả nhà, mình đào xong hết cái bụi bạc hà này rồi, bây giờ mình lấp đất lại luôn, rồi mình tính là mình sẽ trồng đậu que đó, để coi ở trong cái greenhouse này nó có lên được không nha. Còn đây là thành quả của mình nè, mấy chục pound bạc hà luôn nè cả nhà. Nãy mình cho bạn mình một nửa luôn rồi đó, mà bây giờ còn bằng đây nè cả nhà. Giờ không biết làm sao để ăn hết cái bạc hà này luôn, nhiều quá. Bạc hà nhiều quá cả nhà ơi, giờ em phải tìm cái túi rác mới xách về nhà được. Nãy cho bớt rồi mà bây giờ còn quá trời. Đào cái này á, nhìn người mình nó dơ dễ sợ cả nhà, coi người em nè đó, dơ quá trời luôn, đeo bao tay mà vẫn dơ, nhìn rất là hem hể luôn. Nhưng mà giờ em trồng xong dàn đậu nữa thì em xong việc của ngày hôm nay. Lúc nãy cái chỗ bạc hà đó em vừa bứng xong rồi đó, bây giờ em để cái chậu này đây để em trồng để mùa đông có đậu que ăn. Tại vì đậu que đó mình trồng ở ngoài đó cả nhà thì nó không có chịu lạnh được, nên em tính là năm nay em thử, em chưa có làm cái đó năm trước, nhưng mà em tính năm nay em thử trồng rồi để cho nó leo lên trong cái greenhouse này coi nó có đậu được không nha cả. Bây giờ em đổ bao đất này vô nè cả nhà, em đổ vô đây rồi mình gieo ít hột vô, nó ít đậu nè, cái hạt đậu này ngon lắm. Bây giờ em bỏ vô đây rồi cho mấy bữa nó lên trên đây. Bỏ nó vô đây như vậy đi. Em sẽ chia sẻ cho cả nhà cách trồng củ kiệu nè, cách trồng củ khoai mỡ tím nè, rồi em bứng cái bụi bạc hà này, rồi em trồng đậu nữa. Thì thôi, tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà.